Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên Thắng vừa về một chiếc xe với giá thành cực kỳ là rẻ luôn, rất thích hợp cho quý anh chị chúng ta mua về để mà đi gia đình nha. Đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner 2.7V, phiên bản máy xăng số rộng màu cọc, xe sản xuất 2013 nha quý anh chị. Xe màu bạc nè. Xe thì mới về sáng nay, chưa có được vệ sinh, chưa được rửa gì hết. Đang đậu ở đây để chờ bên dịch vụ lấy đi, kiểm tra chất lượng, làm đẹp và cuối cùng mới chào bán. Thì Thắng sẽ đi cập nhật nhanh để cho quý anh chị chúng ta thấy được xe, biết được cái chất xe như thế nào. Thì nếu như thích thì có thể liên hệ ngay với Thắng để Thắng hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế và lái thử nha. Xe Fortuner 2013 nha quý anh chị. Nước sơn còn rất là đẹp luôn nè, mặc dù chưa được vệ sinh gì hết. Xe rất là liền lạc luôn nha quý anh chị. Xe sử dụng gia đình nha, xe này đi được có 85.000 km nha quý anh chị. Một điều đặc biệt ở những chiếc xe này á là xe này chủ đậu trong nhà rất ít đi, gần 10 năm rồi mà đi chỉ được có 85.000 km thôi, đi cực kỳ ít luôn nha quý anh chị. Phía sau xe rất là đẹp luôn nha. Xe thì cam kết không có cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ nha quý anh chị. Về phần chất lượng thì quý anh chị chúng ta yên tâm. Cửa nẻo rất là liền lạc luôn nè. Thì nếu như quý anh chị chúng ta yêu thích cái mẫu xe này thì nếu như mà lên mà coi mẫu thích á thì chúng ta chỉ đặt cọc để mà giữ xe thôi, đặt cọc khoảng 30 triệu gì đó. Thì sau khi mà công ty hoàn thiện hết những cái khâu về kiểm tra chất lượng, làm đẹp và chính thức chào bán á, thì quý anh chị chúng ta lên đóng đủ tiền và nhận xe nha. Đó là quy trình bán xe bên công ty Bình Thắng. Là những cái xe mới về á thì quý anh chị chúng ta vẫn coi xe bình thường, khách hàng không có cấm khách hàng coi nha, tại vì xe có sao nó vậy. Xe về thì xe cũ mà, thì chạy xước là bình thường nha quý anh chị. Những chỗ nào chạy xước, những chỗ nào xấu thì sẽ được dọn lại hết, chứ không có bàn giao cho quý anh chị những cái xe mà nó xấu như vậy được. Bên trong nội thất nè quý anh chị, xe này thì bên công ty dự kiến chào bán mức giá là 563 triệu nha quý anh chị, 563 triệu thôi, rất rẻ luôn, gần 600 triệu quý anh chị chúng ta đã sở hữu được chiếc xe Fortuner 2013, máy xăng số rộng một cầu, xe 8 chỗ rộng rãi nè, để chúng ta đi gia đình nha, gầm cao nữa, độ bền cao nữa. Chiếc xe này thì lúc trước mà chủ chứng mua mới luôn á thì phải lăn bánh gần khoảng 1 tỷ mới lăn bánh được cái xe này nha quý anh chị. Bây giờ thì chỉ có 563 triệu thôi. Ghế thì được bọc lại bộ ghế da rất là mới luôn nè. Vô lăng nè. Xe trần được bọc trần 3D luôn cho nó mát nha quý anh chị. Đèn tắp lô. Nói chung xe chỉnh chu. Cái đầu CD zin theo xe nè, nó bị mắc cái núm xoay á thì bên Thắng sẽ đặt hàng trong hãng luôn. Đặt hàng để mà thay cái núm xoay mới luôn nha quý anh chị. Nói chung xe về thì không có chiếc xe nào hoàn hảo 100% được, xe cũ mà. Thì có những chỗ nó xấu, những chỗ nó khuyết điểm thì quan trọng là cái khâu mà dọn lên á, chúng ta chỉnh chu xe lên thì cái xe nó sẽ hoàn thiện nha quý anh chị. Thì những cái chi phí mà 563 triệu, cái giá 563 triệu á là đã bao gồm cái chi phí kiểm tra chất lượng, làm đẹp hết luôn nha quý anh chị. Là quý anh chị chúng ta nhận cái xe đẹp long lanh nha. Chứ không phải là quý anh chị chúng ta bỏ tiền chúng ta dọn đâu. Tình trạng mâm lớp thì khỏi nói luôn, rất là dày nha quý anh chị, đã được thay lớp mới rồi. Rất là dày luôn. Rồi, chỉ 563 triệu thôi, quý anh chị chúng ta đã sở hữu được chiếc xe Fortuner 2013, máy xăng số rộng một cầu. Thì nếu như quý anh chị chúng ta quan tâm mẫu xe này, muốn biết cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán á, thì hãy gọi cho Thắng qua số điện thoại trên màn hình nha. Thắng sẽ hỗ trợ việc tư vấn và qua điện thoại trước, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế lái thử nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem clip review chiếc xe Fortuner 2013 của Thắng trong buổi chiều ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.